Chào bạn thân mến, chắc hẳn là trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người tham gia luyện tập yoga và họ xem cái bộ môn yoga giống như là một cái phương pháp rất là kỳ diệu để đẩy lùi đi mọi cái chứng bệnh nguy hiểm và duy trì sức khỏe đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta phần lớn là chúng ta chỉ biết luyện tập như vậy thôi và cũng có rất là ít người tìm hiểu để hiểu được rằng là thực sự là yoga là như thế nào. Và trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ tới bạn một vài những cái quan niệm và những cái công dụng mà yoga mang tới cho sức khỏe của chúng ta. Thuật ngữ có câu rằng là yoga chính là cái sự kết hợp hài hòa thống nhất giữa thể chất và tâm trí và cái phần linh hồn. Và đó là một cái giống như là một cái phương pháp luyện tập mang cái sự hòa nhập, hòa quyện giữa cơ thể và phần tâm linh á. Và yoga là một cái phương pháp mà luyện tập, tuy nhiên thì nó có tác dụng rất là tốt đối với thân thể, với tâm trí, tư tưởng, tình cảm đúng không ạ? Nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ không bàn về cái góc độ tâm linh mà chúng ta sẽ chỉ nói về cái phương diện sức khỏe mà yoga đem đến cho chúng ta. Bởi vì khi mà cái tinh thần luyện tập thường xuyên yoga thì cái phần tinh thần của chúng ta nó sẽ khỏe khoắn và cái phần tinh thần thì nó sẽ tác động rất là nhiều đối với cái thể chất của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những cái điều kỳ diệu mà yoga đem đến cho cái phần thể chất của chúng ta là như nào nhé. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là yoga thì rất là có lợi cho sức khỏe đúng không ạ? Và qua hơn nửa thế kỷ nay thì các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thấy rằng là yoga chính là một cái phương pháp luyện tập và có cái tác dụng rất là hữu ích cho sức khỏe. Đầu tiên có thể kể đến rằng là để cơ thể của chúng ta khỏe thì chúng ta cần phải có cái bộ máy tiêu hóa rất là khỏe đúng không? Và khi mà luyện tập yoga vậy thì đó là cái phương pháp luyện tập duy nhất giúp xoa bóp luyện tập cho các cái phần nội tạng, cải thiện những cái chức năng tiêu hóa, kích thích cho cái cảm giác ngon miệng và đồng thời là điều chỉnh cái sự co bóp của các cái cơ quan tiêu hóa để tiết dịch và hấp thụ những cái chất dinh dưỡng được tốt hơn, đồng thời là cải thiện những cái nhu động ruột để giúp cho quá trình tiêu hóa của chúng ta được tốt hơn. Và cái bộ phận quan trọng thứ hai đó chính là về cái hệ hô hấp của chúng ta. Khi mà chúng ta hít thở với những cái thói quen hít thở thông thường á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta hít thở được rất là ít khí đúng không? Và khi mà luyện tập yoga thì những cái bài tập hít thở nó sẽ làm tăng cái khả năng hưng phấn ở cái trung khu hô hấp của chúng ta, tăng dung tích phổi và làm cho cái lượng khí oxy vào trong cơ thể của chúng ta được nhiều hơn. Điều đó sẽ dẫn tới cái tình trạng là sẽ giúp cho khi mà có khí thì sẽ giúp cho đẩy cái huyết của chúng ta, sẽ giúp cho khí huyết của chúng ta được lưu thông và duy trì cái sức khỏe của chúng ta một cách hết sức là tự nhiên. Và về hệ xương khớp của chúng ta thì sao ạ? Yoga sẽ giúp tăng cường những cái tính linh hoạt của các cái khớp xương, đồng thời là gia tăng cái sự co giãn ở những cái dây chằng á. Xung quanh khớp thì sẽ có những cái dây chằng thì sẽ làm tăng cái sự co giãn mềm dẻo của dây chằng đồng thời giúp cho các cái khớp của chúng ta. Khi cái dây chằng giãn mềm ra thì cái khớp của chúng ta hoạt động nó mới dẻo dai được đúng không ạ? Và các khớp hoạt động được dẻo dai và đặc biệt là cái phần cột sống, cái cột sống rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta thì yoga sẽ giải quyết được cái vấn đề về cột sống cho chúng ta rất là tốt. Tiếp tục đó là đối với hệ thống tuần hoàn, yoga có cái khả năng điều chỉnh cả cái nhịp tim và huyết áp để tăng cường cái sự tuần hoàn máu và cải thiện cái chức năng co bóp của tim, nâng cao sức chịu đựng của cái cơ tim và giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thụ được đầy đủ oxy. Và khi mà chúng ta luyện tập đều đặn như vậy thì sẽ phòng ngừa được rất là nhiều chứng bệnh như là tim mạch
tăng huyết áp hoặc là bị huyết áp thấp quá, bởi vì yoga sẽ làm cân bằng cho cái huyết áp của chúng ta và bảo vệ cho trái tim rất là tốt. Và đó là gì nữa ạ? Khi mà chúng ta luyện tập thường xuyên như vậy á, thì cái hệ thần kinh của chúng ta, hệ thần kinh thì nằm rất là nhiều ở trên dọc cơ thể của chúng ta, đặc biệt là ở dọc cột sống và cái hệ thống não bộ. Và yoga thì sẽ giúp cho cân bằng cái hệ thần kinh để giúp cho cái sự ứng phó rồi là xử lý tình huống của chúng ta cũng trở nên điềm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, và chúng ta kiểm soát được những cái hành vi của mình đó. Và đồng thời thì yoga thì sẽ còn giúp cho tăng cường cái tuần hoàn máu lên não để nuôi dưỡng cho não của chúng ta, tăng cường trí nhớ, tăng cường cái sự phát triển của về trí tuệ và đặc biệt là cái khả năng sáng tạo của chúng ta rất là tốt, giảm thiểu rất là nhiều những cái sự căng thẳng và phòng chống được những cái chứng bệnh như là bị stress quá do công việc này, do áp lực này, rồi là những cái chứng bệnh như là trầm cảm do u uất quá chúng ta không giải tỏa được, thì yoga sẽ giúp xóa tan và đẩy lùi đi những cái hiện tượng stress và bị trầm cảm hoặc là chúng ta căng thẳng quá. Yoga sẽ mang lại xoa dịu những cái triệu chứng căng thẳng và giúp cho chúng ta duy trì được những cái khả năng bình ổn của não bộ. Ngoài ra thì yoga còn mang tới cái chức năng là cải thiện cái chức năng thải độc của cơ thể, đốt cháy toàn bộ mỡ thừa ở trong cơ thể của chúng ta, và đặc biệt là giúp cân chỉnh vóc dáng và làm cho cái dáng vóc của chúng ta rất là trẻ trung, dẻo dai và năng động. Đồng thời cái tác dụng tốt nhất mà yoga mang đến cho chúng ta mà chúng ta có thể kể đến đó là chống lại lão hóa. Tức là khi mà bạn càng luyện tập yoga thì càng về sau bạn sẽ thấy rằng là mình càng đẹp và càng trẻ, đúng không ạ Nguyễn Hiếu? Không hứa chắc chắn rằng là có thể giúp cho bạn trẻ ngay trong vòng 1 tháng hoặc là 2 tháng, tuy nhiên nhưng càng về sau 1 2 năm sau thì bạn sẽ thấy rằng là càng ngày bạn sẽ thấy được cái hiện tượng là bị lão hóa ngược, càng ngày bạn sẽ càng trẻ trung hơn, đúng không? Và yoga thì rất tốt để giúp cho cái duy trì cái tính cách của chúng ta cũng trở nên kiên nhẫn, điềm đạm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và cảm thấy rằng là mình cảm thấy tất cả mọi 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 vật xung quanh của chúng ta đều đều rất là đẹp. Đều rất là đẹp và chúng ta chỉ cảm nhận được cái đẹp xung quanh cuộc sống của mình thôi. Đó đó chính là cái mong ước của rất nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy xung quanh của chúng ta thì rất là nhiều cái đẹp như vậy thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao và hạnh phúc vô cùng, đúng không? Và đó chính là những cái điều tuyệt vời mà yoga đem đến cho cuộc sống, cho sức khỏe và cho cuộc sống của chúng ta mà Nguyễn Hiếu muốn chia sẻ tới bạn. Và tất nhiên khi mà bạn luyện tập đều đặn thường xuyên thì cái phần tâm hồn của chúng ta cũng trở nên rất là thanh khiết và đó chính là cái điều mà những cái nhà tu hành muốn hướng tới, cái sự thanh khiết cho cái phần phần tâm linh. Thì chắc chắn khi mà bạn luyện tập nhiều bạn sẽ cảm nhận được và bạn sẽ cảm thấy rằng là những cái suy nghĩ của mình sẽ sâu sắc hơn và tốt đẹp hơn, và chắc chắn rằng là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi mà bạn có những cái suy nghĩ tốt đẹp như vậy. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và Nguyễn Hiếu mong rằng với video này thì sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy rằng là mình yêu thích yoga hơn và cảm nhận được những cái tác dụng mà yoga đem đến cho thân thể và cho cái phần tinh thần của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo.